thì lồng. Lồng lồng thì có 5-7 loại lồng, nào là lồng lợn, lồng gà, lồng chó, lồng chim, lồng chuột và lồng nàng, lồng cá yêu thương. Một năm có 360 ngày thì 300 ngày tôi mang cái lồng này trên bụng. Ôi trời ơi. Ấy thưa bà con, ấy thế mà tôi thì trước giờ người ta có bảo tôi này, xinh như hoa hậu ấy. Xinh không hả bà con? Xinh. Quá chị. Lông thì chữ vụ, phú thì chữ tâm. Mà đẻ tính cầm ẩm như dòng thác lũ. Ôi trời ơi. Đùi ống ra lại đem cái đầu gối củ lạc, chân vòng kiềng lại lắm sẹo nhiều hoa. Ấy thế mà ở trường đại học ấy, tôi cũng được ối hình chàng tặng hoa đấy nhá. Hoa gì đấy? Tặng hoa bươm bướm. Tốt nghiệp đại học tôi trở về xin việc, chuyện kể ra đây mong các bạn đừng cười. Kể đi, kể đi. Tôi được nhận về. Về đâu? Trung tâm sinh đẻ vỡ kế hoạch. Ôi giời ơi. Quả vai tôi ăn riêng. Thưa bà con này, vì uống nhiều enzyme tôi đã xinh đẹp rồi. Nhưng mà xin nói nhỏ với bà con nhé, cái suy nghĩ của tôi cứ tăng lên từng ngày. Ôi da. Ôi giời ơi, vì thế cho nên là 5 ngày tôi đã úp ngay được một ông chồng. Mà hàng xóm láng giềng vẫn gọi chồng tôi là... Là gì? Là anh Mạnh Cố. Ôi trà. Đêm đêm về chồng tôi vẫn thì thào to nhỏ. Mình ơi, mình lại đây anh bảo à, cho anh thêm cái nữa. Rồi ngày mai anh chở đi em chia sẻ em gym. Ôi trời ơi, ngày tháng qua đi rồi tôi thôi. Không biết là em gym nó tốt đúng như thế nào. Nhưng mà tôi nói với các anh, các chị, các ông bà là cứ nữa thứ nhất ra đời, thứ hai, thứ ba, thứ tư thì thêm nếm ra đời. Ôi trời ơi, khổ thân tôi quá. Ôi thương quá, thương quá. Ôi, tôi bởi vì là đông con quá cho nên là cái ngày mà các cô, các chú, các ông bà có biết không? Cái ngày mà cái dịch Covid ra ấy, cả 7 đứa con không được đi tiêm chủng, chúng nó nằm chống như kiểu một cái bệnh viện dã chiến. Ôi giời ơi, là giời. À, xin thưa bác anh chị là may sao ấy tôi được về cái trung tâm sinh sản của tập đoàn Enzym. Cho nên là tôi dùng cái sản phẩm Enzym này bà con ạ, cho 7 đứa trẻ con nhà tôi. Phải nói với các cô bác anh chị này, cái Enzym này nó vô cùng tuyệt vời. 7 đứa con này tôi không cần phải đi tiêm chủng. Thật sao? Không một đứa nào phải đi bệnh viện. Mà tôi nói với các cô bác anh chị nhé. Cái thằng cu thêm nhà tôi ấy, vừa rồi nó được giải quốc gia môn toán ấy. Nếu mà các anh chị, cô bác và đồng ý gia đình tôi xin một tràng pháo tay ạ. Vỗ tay, vỗ tay, chúc mừng, chúc mừng. Xin thưa bác anh chị, nói đùa thì nói vui thôi chứ enzyme thì cực kỳ tốt. Sinh lý thì cực kỳ là mạnh, sức khỏe thì vô cùng vô biên. Các con thì không cần phải đi tiêm chủng, không cần phải ốm đau bệnh tật gì cả. Thế nhưng mà mỗi gia đình chúng ta cũng nên có một hai con để đất nước phồn vinh thịnh vượng được không ạ bà con? Nếu mà bà con đồng ý với cả tôi thì cho gia đình tôi một tràng pháo tay ạ. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Và xin cảm ơn các cô bác anh chị đã lắng nghe chuyện nhỏ của gia đình tôi. Chuyện kể chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe.